Tổng thống Barack Obama, nhân quyền phải chăng không phải là vấn đề lớn khi hợp tác? Obama quyết định để Hoa Kỳ trở thành thành viên đại diện tham gia tranh cử thành công vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mới. Điều này đảo ngược chính sách dưới chính quyền Bush là tẩy chay tổ chức này. Nhưng trái ngược với quyết định của Obama tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông tẩy chay Durban 2 2009, cuộc họp của Liên Hợp Quốc nhằm thiết kế việc chống lại phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Điều đó là tiếp theo bước chân của George Bush. Đoàn đại biểu của Bush đã rời khỏi Durban 1, được tổ chức vào năm 2001. Chính quyền Obama hiếm khi khuyến khích các quốc gia khác tôn trọng nhân quyền, cho thấy rằng đây là một quyết định chính sách có tính toán kỹ lưỡng. Obama đã từ chối chỉ trích đồng minh của Mỹ ở Trung Đông vi phạm nguyên tắc dân chủ. Ở Trung Á, ông đã do dự nâng cao mối quan tâm nhân quyền tại các quốc gia đàn áp là Turkmenistan và Uzbekistan vì tầm quan trọng chiến lược của họ trong việc cung cấp các đường vận chuyển quân sự vào Afghanistan và bắt nguồn từ sự tôn trọng chủ quyền của các quốc gia này mà Mỹ đã công khai. Ngoại trưởng Clinton đã yêu cầu báo cáo cấm vận của Hoa Kỳ chống lại chế độ độc tài quân sự Myanmar và chính quyền Obama xem xét việc giảm các biện pháp trừng phạt chống lại Sudan. Khi Hugo Chavez tổ chức cuộc trưng cầu để bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống ở Venezuela, chính phủ Hoa Kỳ thể hiện rõ nỗ lực nhằm công khai xác nhận quá trình này là dân chủ, mặc dù kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đã phá hỏng nặng nề nền dân chủ tại quốc gia Nam Mỹ này. Chính quyền Obama đã không áp dụng bất kỳ áp lực nào đối với chính phủ Nga để chấm dứt sự im lặng của các nhà lãnh đạo xã hội dân sự hoặc các vụ giết nhà báo và các nhà hoạt động chính trị. Trong bài phát biểu tại Berlin vào tháng 7 năm 2008, Obama hỏi một cách hoa mỹ: có phải chúng ta sẽ ủng hộ cho quyền con người của những người bất đồng chính kiến ở Myanmar, các blogger ở Iran hoặc cử tri ở Zimbabwe? Có phải chúng ta sẽ đưa ra ý nghĩa cho từ không bao giờ làm lại ở Darfur? Bài hùng biện này cho tới nay đều không thấy phù hợp với hành động cụ thể nào, mặc dù chính quyền Obama chắc chắn xứng đáng để được đánh giá cao với lập trường mạnh mẽ về nhân quyền Hoa Kỳ. Điều dễ thấy là Obama muốn có khoảng cách trong chính sách của mình với các chính sách của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, trong quá trình làm như vậy, ông đã lao quá xa theo hướng đối diện. Đó là coi việc vi phạm nhân quyền không trở thành vấn đề được chú ý trong hợp tác quốc tế lớn. Ví dụ quan trọng được tiết lộ cho thấy, chính quyền Obama có lẽ né tránh việc thúc đẩy nhân quyền ở Ai Cập và Iran khi những người Ai Cập gây ra những vấn đề trong sự kiện tại Tunisia và chính quyền Obama buộc phải tham gia nghiêm túc đối với các vấn đề dân chủ và nhân quyền ở đây. Tại Cairo, Obama nói: tôi đã thể hiện rõ ràng rằng Mỹ không và sẽ không bao giờ chiến tranh với đạo Hồi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không ngừng đối đầu với những kẻ bạo lực cực đoan. Chúng đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của chúng ta, bởi vì chúng tôi cũng phản đối những điều mà người dân của các tín ngưỡng khác phản đối. Giết những người đàn ông vô tội, giết phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi có một niềm tin vững chắc rằng tất cả mọi người đều mong mỏi những điều cơ bản là có thể nói lên quan điểm của mình và nói về cách bạn nêu được quản lý thế nào, tự tin trong sự cai trị của pháp luật, pháp quyền rule of law và tư pháp bình đẳng với chính quyền minh bạch và không trục lợi người dân, tự do sống như bạn muốn. Điều đó không phải chỉ là ý tưởng của người Mỹ, mà chúng là quyền con người và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ hỗ trợ nhân quyền ở khắp mọi nơi. Thành công trong việc gây áp lực quốc gia với chính quyền độc tài Tunisia, điều đó gây ra một hiệu ứng domino ở Ai Cập. Và hơn thế, nó ảnh hưởng đáng kể đến tình hình chính trị tại Yemen, Bahrain, Libya và Syria. Logic tự nhiên liên quan đến chính sách của Mỹ đối với Tajikistan, nơi người Mỹ cần phục vụ hậu cần quân sự liên quan đến việc Afghanistan ngăn cản bất kỳ sự tập trung quan trọng nào của chính quyền Obama đối với tình trạng nghèo nàn về quyền con người và thiếu dân chủ đích thực ở đây. Chính quyền Obama tương tự như vậy đã làm mềm mại vị trí của người Mỹ đối với Iran. Trong lời phát biểu được soạn trước để chuyển tới Cairo ngày 4 tháng 6 năm 2009, Obama thay mặt cho Hoa Kỳ đã xin lỗi đối với việc lật đổ chính phủ Iran vào năm 1953 và ủng hộ quốc gia Hồi giáo như đã có trong chiến tranh lạnh. Ngoài ra, Obama đã ca ngợi lịch sử và văn hóa Ba Tư, gửi nhiều thư cá nhân tới Ayatollah Khomeini, đề nghị đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhân.
từ bỏ các đe dọa của chính quyền Bush và bãi bỏ sử dụng thuật ngữ trục ma quỷ. Tổng thống cũng đề cập đến Iran là một nước Cộng hòa Hồi giáo Iran trong một nỗ lực để thể hiện sự tôn trọng của người Mỹ đối với các nước Trung Đông này. Đã có một số thay đổi tiến bộ so với George Bush, không chỉ trong vấn đề giảm lạm dụng các tù binh đối phương trong chiến tranh chống lại Al-Qaeda, đồng minh và các nhánh của chúng, mà còn trong các vấn đề quan tâm lớn hơn là thường dân tại khu vực chiến tranh như Afghanistan. Chính sách của chính quyền Obama không hoàn toàn khác so với hầu hết các chính quyền hiện đại khác, trừ sự ngoại lệ trong các điều khoản riêng của Reagan và George Bush. Chính sách của Obama không phải là một chính sách trong chủ nghĩa biệt lập. Nó đòi hỏi không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, cũng không phải là một trong chính sách của chủ nghĩa can thiệp, chính sách mà sẽ thúc đẩy sự thay đổi chế độ. Nhưng nó tập trung sắc bén và hạn chế các can thiệp cho mục tiêu cụ thể như an ninh hoặc bảo vệ quyền đối với cuộc sống. Tuy nhiên, không phải đơn giản hóa vấn đề nhân quyền, mà nhân quyền được chính quyền Obama hiểu một cách ôn hòa hơn. Chẳng hạn, chính quyền Obama tiếp tục thực hiện đạo luật tự do tôn giáo quốc tế có từ năm 1998 để hạn chế những hành vi xâm phạm thô bạo quyền tự do tôn giáo và gọi những nước đó là những nước đặc biệt quan tâm. Cùng với các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các xã hội dân sự, chính quyền Obama cũng đã làm việc để thông qua và thực hiện nghị quyết 16/18 của Hội đồng Liên Hợp Quốc, vạch ra các hành động xây dựng để thúc đẩy sự tôn trọng đối với người dân của các tôn giáo khác nhau. Nghị quyết kêu gọi chính phủ của các quốc gia sử dụng các phương pháp tiếp cận xã hội dân sự để bảo vệ công dân và quyền tự do biểu hiện của công dân, trong khi tiếp tục thúc đẩy tôn trọng sự khác biệt tôn giáo. Cùng với thực thi chính sách ngoại giao, chính phủ Obama sử dụng các chương trình để thúc đẩy tự do tôn giáo, nhân quyền. Điều quan trọng là chính quyền Obama muốn cộng tác với các xã hội dân sự và các chính phủ để giúp tự do tôn giáo, dân chủ cũng như thịnh vượng cho toàn thế giới. Những câu chuyện và những phân tích nổi bật về cách hành xử của bốn tổng thống Mỹ về vấn đề nhân quyền gồm James Earl Carter 1977-1980, Bill Clinton 1992-2000, George Bush 2001-2008 và Barack Obama 2009-2016 đã cho thấy những giá trị cốt lõi của mỗi tổng thống với đặc trưng bản chất nhất về giá trị của quyền con người trong chính sách đối ngoại. Câu chuyện của James Earl Carter là ước vọng lớn về tính đại diện giá trị nhân quyền phổ quát cho toàn thế giới, nhưng phần lớn trong những giá trị đó chỉ dừng lại ở những lời cam kết, còn khi thực thi thì thường thất bại. Tổng thống Bill Clinton gắn mở rộng nhân quyền trong chính sách đối ngoại với tăng cường an ninh và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tế, Clinton vẫn hướng tới kinh tế hơn là nhân quyền. George Bush nổi tiếng với cuộc thập tự chinh chống lại sai trái, độc ác được tiến hành sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng đằng sau cuộc chiến đó là hành động tàn bạo liên quan tới việc xâm lược và tra tấn tù nhân vi phạm những giá trị về nhân quyền mà chính Mỹ đang theo đuổi. Tổng thống Obama thì thực dụng hơn vì rất hiếm khi ông khuyến khích các quốc gia khác cần phải tôn trọng nhân quyền theo giá trị Mỹ trong hợp tác quốc tế. Đây là cách hiểu ôn hòa về nhân quyền thời Obama. Tổng thống Mỹ nào cũng có những nghịch lý riêng của mình mà không thể giải quyết triệt để được. Với những biểu hiện cả trong nhận thức và hành động của các tổng thống là không giống nhau, nó tùy thuộc vào bối cảnh thời đại đó. Nhưng điều tựu chung dễ thấy là vấn đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Mỹ luôn gắn với lợi ích quốc gia của họ. Lợi ích quốc gia chính là giá trị cốt lõi để trên cơ sở đó, vấn đề nhân quyền được bộc lộ và thực hiện, điều mà mỗi nước cần hiểu và luôn nhớ khi quan hệ với Hoa Kỳ.